Máy sấy lúa giải pháp hiệu quả cho người nông dân. Việt Nam là đất nước nông nghiệp, có truyền thống lúa nước từ lâu đời. Chính vì vậy, trong nhiều năm qua Việt Nam vươn lên trở thành nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới. Để có được những thành tựu nổi bật như vậy thì giai đoạn sản xuất đặc biệt là làm khô hạt lúa được đánh giá là quan trọng nhất. Bên cạnh phương pháp phơi khô truyền thống, để đảm bảo chất lượng cũng như về số lượng, máy sấy lúa chính là giải pháp hiệu quả nhất cho người nông dân lúc này. Tìm hiểu về máy sấy lúa qua bài viết sau nhé vì sao cần sử dụng máy xấy lụa máy xấy lúa là thiết bị sử dụng nhiệt với công nghệ hiện đại có thể làm lúa khô trong thời gian ngắn máy xấy lúa trở thành người bạn tin cậy của người nông dân máy xấy lúa có công suất và hiệu quả vượt trội giúp người dân sản xuất ra hàng chục tấn gạo một ngày lúa gạo là nông sản có chứa tinh bột nên cần phải được làm khô nếu không được làm khô kịp thời lúa sẽ nảy mầm hoặc có mùi khó chịu gây ảnh hưởng đến chất lượng của gạo chính vì thế máy xấy lúa là thiết bị hoàn toàn hữu ích giúp bà con có thể đảm bảo chất lượng của hạt gạo đồng thời tiết kiệm được công sức cũng như thời gian sản xuất. 2. Những ưu điểm vượt trội của máy sấy lúa. Việc thu hoạch lúa ở Việt Nam luôn gặp phải những trở ngại về thời tiết. Việt Nam nằm ở vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, thường xuyên chịu những trận mưa rông vào mùa hè. Chính vì thế, máy sấy lúa là sản phẩm sản xuất phù hợp cho nền nông nghiệp Việt Nam bởi những ưu điểm vượt trội như 2.1. Chủ động trong công việc, sau khi thu hoạch lúa để có thể sản xuất ra hạt gạo đạt chất lượng công đoạn phơi khô được chú trọng. Phơi khô theo phương pháp truyền thống, người nông dân phụ thuộc vào thời tiết. Những cơn mưa bất chợt hoặc những ngày mưa liên tiếp khiến lúa không được phơi khô chắc chắn ảnh hưởng đến khá nhiều đến chất lượng hạt gạo. Bên cạnh đó, thời gian phơi theo phương